Ngọc Hân cùng chương trình Món Ăn và Bài Thuốc mến chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình này thì chúng tôi đã giới thiệu đến tất cả quý vị về những loại cây mà những cái bộ phận dùng của nó đều có giá trị dược liệu và giá trị dinh dưỡng như là cây sen và cây đinh lăng. Trong chương trình hôm nay thì cũng là một loại cây nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị, đó chính là cây chùm ngay, có giá trị dinh dưỡng cũng như là giá trị dược liệu rất là cao. Và Lương Y, Nguyễn Công Đức sẽ chia sẻ thêm cho tất cả quý vị về những thông tin này. Vâng, có thể ta nói món ăn trước khi là tìm hiểu về cái dinh dưỡng và cái điều trị của nó trong cái mặt là sử dụng chùm ngay trong dược liệu. Món ăn thì đúng như cái mục tiêu của chương trình chúng ta là món ăn bài thuốc. Thì món ăn thì ta có, thôi ta nói món mặn trước, thì có là chùm ngay nấu với lại tép với tôm. Mà nên nhớ là nêm nếm cho vừa đi, rồi sau đó là chúng ta suốt ha. Cái chùm ngay này nó đã quá nhỏ rồi, không cần sắc nữa, người ta chỉ suốt nhẹ ra rồi bỏ cái cọng, như suốt lá me vậy đó. Đúng là như suốt lá me, rồi sau đó là ngắt xuống, rồi ta bỏ cái lá chùm ngay vào, đậy nắp, rồi là khoảng chừng 3 phút sau là dỡ ra, là ta trộn đều lên là ăn thôi. Cái cách nó là như thế. Cái đó là món mặn. Và đặc biệt là chùm ngay mà với cá trê thì ăn nó bắt dữ lắm và nó rất là bổ dưỡng. Nhưng mà lưu ý cái chế biến của nó. Còn cái món ăn chay thì phải nói là tuyệt vời luôn. Tức là ta có cái món tôi gọi là canh kiểm hay là cái canh mà nó hỗn hợp thì gồm có chè, đúng không thầy? Đúng rồi. Nhưng mà thay vì bỏ đường thì ta lại sử dụng cái gia vị gồm có như thế là bí đỏ, rồi khoai lang, chuối, rồi đậu phộng, bí nữa chẳng hạn, bí đỏ, giả nhuyễn cái đậu phộng vô rồi nấu chín xong rồi, cũng như cũng lấy giống như là món mặn, tức là ta suốt lá chùm ngay ra, rồi rửa sạch dĩ nhiên ha, rồi ngắt cái canh xuống rồi bỏ lá chùm ngay vào, ta quậy đều lên, vừa tăng hương vị. Vậy lại có thêm màu sắc. Màu sắc, đồng thời nó là duy trì được các cái dinh dưỡng cũng như là các vitamin có ở trong lá chùm ngay mà có thể qua nhiệt nó sẽ mất. Đó là về món ăn. Như Lương Y, Nguyễn Công Đức cũng đã thông tin là cây chùm ngay không chỉ là có giá trị dinh dưỡng cao, bên cạnh đó thì nó còn có giá trị dược liệu cũng như là mỹ phẩm nữa. Vâng. Thầy có thể chia sẻ nhiều hơn về giá trị dược liệu của cây chùm ngay ạ? Ta nói cái giá trị dược liệu trước. Là vì trong cái chùm ngay theo nghiên cứu của trên thế giới, nhất là những cái nước nãy giờ tôi đã giới thiệu, thì ta thấy là vitamin C là cái quan trọng nhất. Nó giúp cho là chắc răng, cứng xương, ngừa loãng xương và làm cho cái cơ thể khỏe mạnh. Thì ta thấy là cái vitamin C ở trong cái lá, hai lá chùm ngay này nó cao gấp 7 lần trái cam. Trái cam là acid ascorbic, tức là vitamin C nó đã nhiều. Vậy mà nó cao tới gấp 7 lần. Cứ nghĩ là cam là có chất vitamin C là cao, bây giờ là rất là được. Bất ngờ hơn nữa là từ cái lá chùm ngay thôi. Vâng. Sữa là một trong những cái mà nó tăng trưởng chiều cao cho các em bé và trẻ con và cho người lớn nữa. Thì người ta thấy là calcium là nó cao gấp 4 lần sữa. Trong khi đó là một cái khác, đó là cái protein đó, thì nó lại cao hơn là 2 lần. Đó thì ta và thấy cái protein đó nó nằm ở đâu của trong bộ phận nó là lá, ta lá đang sử dụng ngay. Bộ phận nó là lá và đặc biệt là cái vitamin A ở trong cái lá chùm ngay á, là nó cao gấp 4 lần củ cà rốt ha. Cà rốt, cà chua thì nó là provitamin A, tức là caroten, nhưng mà nó cao gấp 4 lần. Và đặc biệt là potassium là một cái chất đặc biệt là nó có nhiều trong trái chuối, nó giúp cho ổn định đường huyết, giúp cho ổn định huyết áp, đồng thời nó chắc xương, nó lại gấp 3 lần. Vậy là bây giờ rất là đơn giản. Chỉ cần ăn canh chùm ngay hoặc là mình ăn món ăn gì đó có lá chùm ngay, như vậy là mình có thể là có được vitamin C nè. Bên cạnh đó là mình có thể là có những cái protein nó tốt hơn sữa. Đúng. Và còn tốt hơn ăn chuối nữa. Đúng vậy. Đó, ba trong một hả thầy? Đó là rất là nhiều. Thế bây giờ cái dinh dưỡng nó như thế, thì bây giờ mình sử dụng cái lá chùm ngay trong cái điều trị các cái trường hợp nào, thì có thể nói ngay nó là nó hạ được cái cholesterol, nhất là cholesterol xấu ở trong máu, thì nó làm cho, tức là sau khi đi thử máu thì người ta thấy cholesterol tốt á, thì lại ít, mà cholesterol xấu thì nó lại tăng lên, ta gọi là tăng cholesterol. Như vậy thì khi sử dụng cái lá chùm ngay, tôi sẽ nói cái cách sử dụng sau, hoặc là chỉ nấu canh ăn thôi, thì ta thấy là cái cholesterol nó sẽ hạ xuống. Cái triglyceride cũng là một dạng là cholesterol,
nó làm cho có thể nó ảnh hưởng tới tim, nó làm cho sơ mở động mạch, ảnh hưởng đến cái huyết áp nó tăng lên, thì cái lá chùm ngay cũng giảm được cái triglyceride. Và một cái liên tưởng đến là cải mẹ xanh cũng giảm cholesterol. Vâng, thì cái chuyện đó là có những cây nó nhiều chứ không phải chỉ riêng. Yeah. Nhưng mà mình đang nói cây chùm ngay. Yeah. Thì mình nói nhiều về cây chùm ngay một chút xíu. Và đặc biệt nữa, lá chùm ngay nó cũng ổn định được cái, nó giảm được cái oxalate canxi ở trong trong máu. Do vậy mà nó cũng kiểm soát được cái sỏi thận. Yeah. Sỏi thận. Và một cái điểm đặc biệt nữa là nó cũng giảm acid uric, là một trong những tác nhân gây ra cái bệnh gút, tức là bệnh trống phòng. Đó là cái nói về cái tác dụng của chùm ngay đối với các cái bệnh mà chúng ta thấy thường gặp. Thế bây giờ cái cách sử dụng như thế nào là đơn giản nhất? Cách sử dụng đơn giản nhất là ăn trực tiếp thôi. Rồi ăn trực tiếp, nhưng mà nó có một cái khuyết điểm là nó hăng. Cái lá của nó khi mình ăn sống nó hăng, cho nên khi mình muốn ăn sống nó thì bằng cách là phải trộn với dầu giấm. Yeah. Thì và nhất là thêm ít lát hành tây nữa thì cái nó vừa ngon mà nó mất đi cái mùi hăng của cái chùm ngay. Nhưng mà cái sử dụng ở đây tôi muốn nói rằng trong ngày ta lấy lá chùm ngay tươi nè, khoảng 100 gram, rửa sạch xong rồi bỏ vào máy xay sinh tố, đổ thêm 200 ml nước, dĩ nhiên là phải nước sạch, tức là nước đun sôi để nguội, ta mới xay sinh tố. Thực ra thì nếu mà quay tốc độ nhanh hoặc là để lâu một tí thì ta uống luôn cái cả cái bã này. Tại vì chính là cái senilo, tức là cái nó giúp cho trị được cái táo bón nữa. Và cái tác dụng của cái tôi vừa nói là nó ổn, nó hạ cholesterol, nó ngăn ngừa cái oxalate canxi trong bệnh sỏi thận, nó giảm acid uric trong cái bệnh gút, ha, rồi giảm triglyceride, đó là những cái tác dụng chính. Như vậy là cái quan trọng nữa là tôi vừa nói hồi nãy, tức là khi xay xong, đối với cái người tăng huyết áp thì ta thêm chừng một muỗng cà phê mật ong. Nãy giờ chúng ta thấy có sự hiện diện của cái chai giống như chai nước mắm đây, nhưng mà không phải mật ong. Thì thôi mình nói nó mật ong đi. Dạ. Mà nó là mật ong thật. Cách mình pha chế mật ong với lại chùm ngay như thế nào thưa? Tức là 200 ml nước với 100 gram là cái lá chùm ngay. Dạ. Sau khi mình xay xong mình ép ra thì nó cũng còn hơn 200 ml một chút. Sau đó thì chúng ta chỉ thêm vào có 2 muỗng cà phê thôi, 2 muỗng cà phê mật ong, nó lỡ vừa thôi đối với cái người tăng huyết áp. Dĩ nhiên 100 gram mà mình quay với lại 200 ml thì với 2 muỗng cà phê mật ong uống cả ngày. Đối với cái người bệnh tiểu đường thì có lẽ là ta không nên dùng mật ong mà chỉ uống không thôi, nhưng mà phải nói là nó rất là khó uống. Thôi giờ chịu khó đi ha, chịu khó thì ta thấy là đường huyết ổn định trong ngày hôm đó, và đặc biệt là huyết áp cũng ổn định suốt cả ngày luôn. Yeah. Đó là cái tác dụng chính của lá chùm ngay trong cái việc điều trị. Như đã giới thiệu thì ngoài lá chùm ngay thì còn có là thân nè, hoa và cả hạt đều. Vâng. cả rễ nữa. Vâng. Đều có giá trị dược liệu. Thì thầy có thể thông tin thêm ạ. Đối với cái hoa thì không có cái món nào ngon nhất là món xào. Chỉ xào không, nó xào với dầu rồi tí gia vị, có nghĩa là làm thực phẩm để ăn, thực phẩm để ăn là ngon nhất. Còn cái đặc biệt là cái trái, cái này là trái nó đã khô, do vậy là chúng ta thấy có những cái hạt khô của cái chùm ngay như thế này. Thì cái này là trên thế giới người ta đã lấy cái tinh dầu của cái chùm ngay làm mỹ phẩm, dạng serum, tức là bôi trực tiếp lên da làm cho đẹp da ha. Bôi lên tóc nó làm cho đẹp tóc mà chống rụng tóc. Yeah. Chống đầu hói và là mướt tóc. Đặc biệt là cái trái chùm ngay mà nếu nó còn tươi á, là khoảng chừng nếu như 5 lít nước thì ta dùng 5 trái chùm ngay. Nhưng mà nên nhớ là nó già nha, cái này là trái khô, cái này là nó xấu, tại vì nó ở trong cái chậu kiển. Chứ còn nếu nó tốt thì nó có thể nó gấp đôi cái trái này. Yeah. Nó còn tươi, ta giả nhuyễn cái trái chùm ngay tươi, quậy đều trong 5 lít nước. Nước gì? Nước mình không phải nước dơ, nhưng mà thí dụ như là đi ruộng thì thấy nước nó dĩ nhiên là nó không sạch rồi. Yeah. Rồi trâu bò nó đi ngang nó dẫm rồi nó dơ, hay là cái mùa lũ mưa lũ nước mà mình thấy nó đục ngầu à. Như vậy thì đây ta gọi là phương pháp là lắng. Yeah. Nước chứ không phải là lọc nha. Lắng thì nước. Lắng cặn. Đúng đúng. Quậy
quậy đều nó vô, xong để 10 phút sau là ta thấy toàn bộ cái gì mà nó đen nó dơ là nó lắng hết dưới, và mình chắc cái nước ở trên đó là một trái cho một lít. Dễ thực hiện dễ cho thực bà con nông dân khi mà muốn làm cho cái nước của mình nó trong sạch hơn. Đúng như vậy, khỏi quậy phèn. Rồi thì đó, còn cái rễ dùng ngay thì đối với mấy ông mà bị phì đại tiền liệt tuyến ha, thì dùng cái rễ chùm ngay khoảng 100 gram tươi với lại 3 lá trinh nữ hoàng cung, xay cũng xay sinh tố như thế, uống liên tục, ngày nào cũng uống như vậy là khoảng chừng 2 tuần thì thấy là nó cải thiện được các cái trường hợp mà khó chịu của quý ông phì đại tiền liệt tuyến, thí dụ như là đi tiểu gắt, tiểu buốt, tiểu khó ha, tiểu không hết, nó dính quần vân vân. Thì nó như vậy là rễ chùm ngay với lá trinh nữ hoàng cung là trị được cái phì đại tiền liệt tuyến. Thì coi như tóm lại là chúng ta thấy toàn bộ cây chùm ngay, cái bộ phận nào cũng có thể sử dụng được. Có thêm một thông tin là cây chùm ngay cũng hỗ trợ trong việc là chúng ta điều trị ung thư, thì đúng không thưa thầy? Dạ, thưa không, cái này tôi không được nghe. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là muốn làm thì phải có hồ sơ dược lý và lâm sàng. Và có công bố rõ ràng, còn mình nói nghe người này nói người kia nói thì không nên tin. Kính thưa quý vị, và với những chia sẻ của Lương Y Nguyễn Công Đức thì chúng ta biết rằng là hiếm có loại thực phẩm nào mà nó có những cái protein hoàn hảo và quý hiếm như lá chùm ngay. Bên cạnh đó thì cây chùm ngay còn góp phần trong giá trị dược liệu nè, bên chế biến mỹ phẩm còn có giá trị dinh dưỡng rất là cao trong những món ăn nữa. Hy vọng là qua chương trình này thì tất cả quý vị đã biết cách sử dụng cây chùm ngay hợp lý nhất cho gia đình của mình. Ngọc Hân và Lương Y Nguyễn Công Đức xin được trân trọng kính chào.